Hòa Bình, 3 người thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải. Tại huyện Lạc Thủy, Hòa Bình vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải khiến 3 người tử vong tại chỗ. Ngày 16 tháng 3, thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tại km 468+300 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe ô tô làm 3 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng cùng ngày, tài xế Hoàng Văn Cảnh, sinh năm 1974, ở Nghệ An, điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 37B-02010 đi theo hướng Hà Nội, Thanh Hóa, đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 29H-72647 do tài xế Bùi Văn Quý, SN1993, ở Hòa Bình, điều khiển đang đi theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến cả hai tài xế Cảnh, Quý cùng anh Bạch Công Anh, người trên xe tải, tử vong tại chỗ, trong khi anh Bạch Công Tuyên, người trên xe tải, bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hậu quả, sau cú va chạm rất mạnh đã làm 3 người chết tại hiện trường là Cảnh, Anh, Quý, Bạch Công Tuyên bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện Lạc Thủy, Hòa Bình. Tại hiện trường, hai xe bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách không có hành khách. Ngay sau vụ việc, Cục Cảnh sát Giao thông đã cử tổ công tác tới hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an Hòa Bình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định. Cùng ngày, xe khách tông đuôi xe đầu kéo trên quốc lộ, 1 người thiệt mạng, 21 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 16 tháng 3 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An. Thông tin ban đầu cho biết, thời gian trên, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 36B-03412 đi theo hướng Thanh Hóa vào Nghệ An. Khi đi đến địa điểm trên đã tông thẳng vào đuôi xe đầu kéo chở xi măng bị hỏng đỗ bên lề đường. Cú đâm mạnh khiến đầu xe khách hư hỏng, nát bét. Sau vụ tai nạn, người dân xung quanh đã đến giải cứu, đưa 22 hành khách bị thương trên xe đi bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Trên đường đi, một hành khách bị thương nặng nên đã tử vong. Nhận được thông tin vụ tai nạn, đội cảnh sát giao thông công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi tai nạn xảy ra, giao thông trên tuyến này bị ách tắc kéo dài cục bộ. Hiện các cơ quan chức năng đã điều xe cầu đến giải quyết hiện trường vụ tai nạn để thông xe trên quốc lộ 1A, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.